Hello. Quý Bảo xin chào đại gia đình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ Quý Bảo. Và ngày hôm nay Quý Bảo tiếp tục lên một cái video mới để phục vụ cho anh em. Hôm nay cũng khá khá nhiều sản phẩm nha mọi người. Đó, đặc biệt là hôm nay nói về Eto hả anh em ha. Eto mà loại loại tầm trung không nha anh em. Rồi, thì bây giờ gần màn hình nè anh em. Đó. Chú bác nào hôm qua đợt rồi chưa chốt cái cầu thang dây nè chú bác đó, rồi đuôi chuột nè ha, thước 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 thủy đó, rồi kìm 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 kẹp nhanh đó, kìm bấm thước DM ra màn hình nha anh em ha, rồi thêm một số bánh cước nữa kìa chú bác ơi, hôm bữa chú bác làm tuy nhiên là hết combo luôn đó. Rồi đây một sản phẩm đáng quan tâm đó. Em này đáng quan tâm nha chú bác ha, hôm bữa làm em rồi ha, hôm nay làm tiếp em nữa. Eto thì em này làm khá nhiều mọi người, hôm nay thì có hai em Eto chấn thương ha, có hai em một em Uniwear bị chấn thương và một em hàng cổ đó, trước mặt anh em luôn đó ha, kế thằng Eto Hoàng ha, nó cũng bị chấn thương. Chấn thương thì làm theo chấn thương, xẻn cạp cũng có một cái nha anh em ha. Hôm nay làm motor thì làm hai cái 9.300 và một em Mitsubishi đó. À, có một cái khoan bầu anh em, đầu đầu 16 mm ha, đầu chất lượng luôn đó. Rồi sau lưng cái máy mà mài nước núp núp lo đó là một cái ba lăng anh em, ba lăng lộng lẫy luôn anh em ơi. Em này có như là nhìn anh em nhìn lú lú thôi là anh em biết là lộng lẫy rồi ha, khỏi lo đi, tin Quý Bảo đi, chốt liền đó. Một cái bơm hơi gia đình ha, Hitachi đó, bơm hơi gia đình nha anh em đó. Rồi đội đội hai tầng cũng có luôn, đặc biệt hôm nay Eto ha, Eto có thằng Hyundai hàm 125 mới len ken xà beng luôn đó, CMC. Rồi một một em khó đọc quá, khó đọc quá, khó đọc không đọc. Rồi tiếp theo là có một cái Eto kẹp 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 ống anh em ha, bữa làm cái hơi nhỏ phải không, hôm nay làm cái lớn hơn xíu nữa. Đó, núp núp nó đó sau lưng nữa là một cái hộp màu xám cảnh báo ha, cảnh báo tai nạn nha. Đó, mấy anh em nào xe hơi thì chốt luôn cặp đi anh em ơi, đó cái hộp xe xám xám đó và vào cái đội hai tầng luôn nè, làm combo một cặp đi ha. Đặc biệt là hôm nay Eto nha anh em, lũ phủ ha, 1 2 3 4 5 6 6 cái Eto, hai cái Eto vàng. Eto vàng thì cũng có một cái nó cấn cá nhẹ, cấn cá nhẹ thì bán theo cấn cá nhẹ, mà cấn cá nặng thì bán theo cấn cá nặng. Một công việc thật là thú vị ha, một người đi tìm rác ha, và một người sử dụng rác, và cái sản phẩm rác nó cũng trở thành một 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 một, một một món hàng, một quay trở lại với cái chức năng của nó luôn. Một công việc thật là thú vị, cả ba cùng có lợi, Quý Bảo có lợi, khách hàng có lợi, và đặc biệt sản phẩm nó cũng có lợi, thật là vui, thật là thú vị. Rồi thôi chào mọi người, pha phê uống anh em, vài phút nữa gặp lại, xong let's go. Rồi trước khi vào thì Quý Bảo xin chúc đại gia đình mình sức khỏe an khang và hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì cũng khá nhiều nha anh em, tập trung Quý Bảo làm hơi lẹ nha anh em ha. Bên và đặc biệt là bên Quý Bảo là có hai hình thức thanh toán, chuyển khoản và ship code ha. Dù dù anh em chọn hình thức nào thì bên Quý Bảo cũng không không bao ship nha anh em ha. Bởi vì á là Quý Bảo đã không tính cái tiền phí vào vào cái sản phẩm. Nếu mà Quý Bảo tính vô thì thiệt thòi cho những anh em ở ở ở gần, ví dụ như thành phố hoặc là Long An, Thủ Đức rồi nọ ở gần thì thiệt thòi cho anh em. Còn bởi vì thế cho nên Quý Bảo không không cộng vô phí ship ha.
còn tiền thì trước lấy sau cũng lấy, đối với bảo là chuyển khoản hoặc ship code thì trước sau gì cũng lấy được, không có gì quan trọng ha. Bởi vậy anh em đừng có lăn tăn ha. Đó là anh em nhìn dưới màn hình quý bảo luôn đề cái là không bao phí ship ha anh em ha. Còn nếu mà những sản phẩm nào nặng nề ha thì quý bảo sẽ phụ phí cho anh em, nếu như anh em chuyển chuyển khoản thì quý bảo rồi. Hôm nay là từ mã 330 a 250k, 250k cho ba bánh bánh cước, ba bánh cước nha anh em ha. Một cái khoan nè, hôm bữa là làm khoan khoan không, bữa là bắt mời gốc mời gốc không, hôm nay là chọn ra vậy cho anh em dễ dễ làm ha anh em. Mà trong cước thì tuy là lấy hàng bãi ra nhưng mà có cái như cái này nó không có chữ nè anh em, thấy không? Còn cái này thì đầy chữ da băng nè đó. À, cái này là gắn với máy mài loại nhỏ, loại 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 một tấc anh em ha. Đó rồi, để đo cái đường kính cho anh em coi nha. Cái này cước hơi dày nè anh em, là mới ha ha. Đó cũng có bụi bã xíu ha anh em. Đó cái đường kính này nè, nó là 7 phân nè. Đó còn cái này có thấy có vẻ hơi nhỏ chứ, 6 phân rưỡi quá. Đúng đúng luôn em, 6 phân rưỡi. Và cái này 4 rưỡi nha, thử coi. Ồ 4 phân 8 anh em, 4 phân 8. Rồi ba cái mã 330A 250k ha. Còn này thì anh em cái đầu 6 ly là anh biết biết rồi ha, gắn vô máy máy khoan là mình đánh thôi. Rồi ba cái xong, một combo. Tiếp theo combo thứ hai cũng cũng vậy, cũng y chang như combo thứ nhất, 250k ha, cũng mới. Đó cái này cũng 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 loại dày ha, cũng có chút xét nè anh em, nhưng mà thật sự là mới nè anh em, thấy không? Thấy không, chưa xài luôn. Nhưng mà cái này là do nằm xuống nằm nằm dưới dưới anh em, nằm nước á. À, có chút đỉnh ha, thấy không mọi người? Còn đây là nhìn nè, chưa qua sử dụng nha anh em. Đó rồi 330B xong, hết go. 31A thì một cái là kẹp 6 ly nè, và một cái anh em thấy không, như này cũng còn mới nè đó, nhưng loại loại dày nha, cước dày nha anh em, loại cước 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 cứng á, dày á. Cái này là do bụi bãi ha, 331A và kèm theo hai cái đầu nhỏ chưa qua sử dụng luôn, còn tem luôn đó, đầu 6 ly. Rồi 331A xong, 331B cũng 250k cho ba cái ha. Một cái này là máy nhỏ nè, hai cái máy nhỏ và một cái máy lớn ha. Cái này thật khả năng là gắn vô máy mài được luôn, gắn vô máy mài cốt để coi cốt bao nhiêu nha anh em. Cốt nó 1/4 nè anh em ha. Cái này có thể gắn máy mài hay đá được luôn á mọi người, nhưng mà thường thường là để vô máy đánh bóng ha, nhưng mà mình nghĩ là cái này gắn vô máy mài được luôn á. Đó cái này mới nè, cái này cũng còn khá mới nè, có này này có xét nha anh em, xét là do bụi bãi thôi chứ còn mình thấy cũng chưa có dấu hiệu xài hết anh em ha. Đó rồi ba bánh này cũng là 250k xong, let's go. Tiếp theo 332 là một cái thước thủy 3 tấc, em nó nặng gần 800 gram ha, đẹp à, chất mát anh em. Hiệu hiệu hãng nó là Kabuto, hãng con dê chó anh em. Đó thủy còn nước thủy còn nha anh em, đây ha, thủy thủy ngang nè, rồi thủy 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 dọc nè, thủy dọc đây anh em, thủy dọc thứ còn đẹp nha, màu màu xanh bộ đội ha, bằng gan nha anh em ha. 3 tấc có phải không? Đúng 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 luôn em ơi, đúng luôn. 4 phân
2/2 đó, đẹp nha anh em, còn mới ha. À, nước còn hả anh em, đây nước cũng còn nha, đây nè anh em ha. À, nước còn nè, đó ngay tâm luôn nè, thấy không? Rồi xong, 220k. Let's go. Tiếp theo là 250k. 250k cái mã 3 con số 3, bia 33. 3 số 3 250k. Cho một cái thước này 6 tấc rồi, khỏi đo đi ha. Thước 6 tấc. Made in Japan. Ha. Màu mè em nó còn đẹp. Tuy có chút bụi bãi nhưng vẫn đẹp nha anh em. Đặc biệt là tên led nè, thép con rỉ nè. Đó. Rồi đâu đó mới thấy chữ Japan luôn nè anh em. À, Made in Japan. Ha, à, Made in Japan. Đây có chút bụi bãi ha. Nhưng tương đối thật sự là còn bóng anh em. Màu nó còn bóng ha, một cây. Và cây thứ hai. Cây thứ hai là cây đo gốc 10 phân. 10 phân. Đây là có chữ Nhật nha anh em. Đó, 15 phân anh em. Đây để 15 phân hả? Đây thì để 10 phân, rồi đây để 15 phân. Đủ thứ hết. Ha, còn đẹp nha anh em, cái gốc ha. Đó. Đây còn để 12 phân nữa nè. Nhiều thông số quá. Cái thước nhỏ xíu, nhiều thông số quá. Pen led cell. Thép không rỉ. Rồi một cây thước gốc. Cũng còn ngoại hình còn khá nha anh em. Ha. Bật sorry anh em nha, bật cái đèn lên cho nó sáng sủa xíu nha anh em. Cho tí ánh sáng. Quay phim gì đâu mà không có ánh sáng. Ok, rồi, một combo hai cái 250k. Anh em ra bãi mua cặp này không bao giờ được nha anh em ha. Không bao giờ được. Xong. Tiếp theo mình có hai con chuột. Combo đuôi chuột. 334 280k. 280k cho combo hai cái đuôi chuột. Cái nhỏ. À, của con tốt. 17 19. 17 19. Made in Japan. Ha, Japan đây anh em ha. 17 19. Đó. Rồi. Này 19 còn đây 17 ha. Rồi lắc coi coi em nó nghe lắc tách không? Lắc tách ha. Lắc tách bảo chiều coi. Lắc tách ha. Rồi, y như là chích chè mà tìm bổ vậy ha. Đúng không? Y như tiếng nghe như chích chè tìm bổ vậy đó. Ok, lắc tách 280k. Cuốn tốt nha anh em. Xong. Kế đến là thêm một cái đuôi chuột lớn MCC giao băng 27 32. Đó. Tẩu nó khá dài. Có bên nào có lách tách không? Trời ơi. Như Tiểu Liên vậy. Lách tách đảo chiều ơi. Lách tách anh em ha. 27 32. Đảo chiều lách tách kêu như là chích chè mà tìm bổ vậy anh em ha. Chích chè than mà tìm bổ vậy ha. Rồi mã 334 280k. Xong. Let's go. Tiếp theo một sản phẩm quen quen lạ lạ. Mới vừa lạ ngày hôm kìa, ngày hôm nay đã là quen. Nghề dạy nghề ha. 335 250k. 250k cho một cái cần mở nắp gì ra thùng phi, sorry hơi chậm ha. Một cái cần mở nắp thùng phi nha anh em. Đã trước làm cái mình không biết, lần này biết ra lụm liền, tại vì hai ba anh chốt lụm. Rồi nặng cây này Việt Nam toàn là chế không à. 1kg 2 ha. Cây này Việt Nam toàn là chế, mấy anh mở toàn là chế không à. Còn bây giờ thì có sẵn khỏi chế của Nhật luôn. Ok chưa? 45 48 phân.
như chẳng tròn 50, từ đầu này tới đầu kia chẳng tròn 50 ha, 1 kg 2, khỏi cần chế cháo gì hết trơn, có sẵn luôn em ha. Đó, bữa cây kia cây tròn, còn nay này dẹp dẹp có gân rồi, 250k xong. Let's go. Tiếp theo là tới anh em dòng họ Kiềm. Trước tiên là cái mã 336 400k cho một cái kiềm kẹp nhanh ha. Ha, anh em làm thợ mộc cũng làm được và thợ hàn cũng làm được ha, mà thợ tiện cũng không thể bỏ qua ha. Giờ mình cũng rành vô này nữa ha, đúng là nghề dạy nghề ha. Kasuta ha, Kasuta giòn nha anh em, loại đại nha, đại ca nha, bướm bướm chúa nha. Đó, loại cái này là còn 80%, 20% bụi bãi được anh em. Cho thêm tí tiếu ánh sáng nữa coi, cho thêm cho xem miếng ánh sáng nó đi ha. Còn 7 màu luôn anh em ha, cây này còn sáng lắm anh em. Đó, coi như là 80% sử dụng, 20% bụi bãi, 400k bề dày em nó 27,5 phân ha, lách tách len ten, bóp cạch cọc cạch cọc xong. 400k nó làm lẹ nha anh em, nay làm lẹ đó, nay tài tới tới 30 mấy món lượt rồi. Xong, tiếp theo hai em 337A là một cái mỏ lết, mỏ lết ê phô sorry một cái kìm bấm, một kìm bấm dao băng nha anh em, dao băng ha, răng hàm mặt em nó hình như là chưa qua sử dụng, em nó còn zin. Đồ nghề thì chỉ có em nó thôi, chứ em chẳng lẽ nó là chú nó hoặc là cái gì anh xài thì kêu bằng em cho nó ngọt ngào. Mới ha anh em, mới ha. Xây nhiêu, xây này xây 21 phân, ngọt ngào răng đẹp nha anh em ha. Ra vô nè, ngọt ngào nè ha, 8 inch ngọt ngào luôn, rôm qua nó đùm ha. Đặc biệt có dao băng nha anh em, đây ha, cũng là cho anh em coi lú nó núp ló ha, dao băng chưa xài nha anh em, kẹp vô là ngay mỏ luôn à, môi liền môi nè ha, môi liền môi. Rồi xong, 337A 420k, 337B cũng 420k. Này là kiềm bấm nhưng mà miệng thẳng, môi em nó thẳng ha. Nó của hãng Kasuta. Đây. À, sản xuất tại Tokyo, Nagasaki, Machi. Ồ, đọc nguyên một dãy luôn này ha. Này là nghe cái hơi hám rồi biết rồi ha. Bên đây đẹp. Bên đây đẹp. Bên đây là nằm mặt dưới có chút chốc mạ rôm hả anh em, nhưng mà theo đánh giá của mình thì nó khá 80% ha. Ra vô ốc, ra vô ngọt ngào ha, ra vô ngọt ngào. Cứng quá bớt ăn xíu, chân yếu tay mềm, cạch mỏ nó đi, môi nó đi anh em, môi liền môi, không so le em, không bị so le. Răng hàm mặt chưa coi, 90%, 10% sử dụng đẹp anh em, không cứng cá ha, không cứng cá ha mọi người. Nô 15 cứng bóp bung, cứng bóp bung, cứng. Rồi đó, bây giờ 20 này 20 rưỡi anh em, cái cây kia 21, cây này 20 rưỡi. Có nhiêu nói nhiêu nha, không có nói thách nó bớt gì nha anh em, có nhiêu là mình nói nhiêu. Tokyo Hinagawa Omachi, một cái
một cái kềm mà bốn thành phố sản xuất xong, hay là mà sản xuất cho bốn thành phố xài thì mình không biết nha anh em. Rồi xong, tiếp theo 338 338 250k cho một cái búa của thằng OH búa cao su ha. Thân cán liền có bụi bãi cứng cáp, coi đầu cao su đi anh em ha, cũng có cứng cá đây ha. Đó, nhưng mà này tích hợp cho nặng anh em. À, này đây 8 lạng thì cái cán nữa thành chính có phải không nha. Không anh em ơi, tính luôn cán là anh em ơi. Tính luôn cán là 8 lạng nè. Cái này để đóng anh em làm sửa xe gộ nè, đóng lốc máy nè, thấy không? Đóng lốc máy rồi. Hoặc là phục chế eto đồ nè anh em. Đó. Đó. Nhiều anh em nói ủa Quý Bảo ơi sơn lại chi, thật ra là khi mà mình lau chùi máy này thì trong tâm trạng mình xuất hiện hai suy nghĩ ha. Một suy nghĩ là theo ý mình đó là mình nếu mà ngày xưa mình đó là mình sơn liền, là mình sơn liền ha, mình tính mình thích đẹp sơn liền. Nhưng mà sau này làm nghề này thì mình lại có thêm một cái suy nghĩ khác nữa, sơn lên là hết bán. Sơn lên là hết bán à, vì thế cho nên mình không sơn, mình chỉ có vệ sinh đó thôi anh em ha. Công nhận người nó mỗi năm mỗi lúc nó mỗi suy nghĩ khác nhau. Rồi đây nó là 8 lạng nha anh em. Cái đầu búa của nó được 4/7 ha. Rồi bề dài búa nó được nhiêu, 34 phân, bề ngang bề dài cái đầu búa nè 10 phân rưỡi ha, vừa lòng tay anh em, chắc kèo không. Cái này mà anh em nào làm lót gạch hay làm hồ bên lót gạch là cũng cần cái ha. Đó, vừa tầm tay luôn anh em, này làm hồ lót gạch là ok luôn á. Rồi xong, cái gì cũng ok hết trơn á. 250k của Nhật là ok à. Thật sự ra đúng là thật sự Quý Bảo cảm ơn anh em chú bác, cảm ơn mọi người ha. Tưởng chừng như là ngoài 50 là chạy ráp rồi ha, chạy đơm rồi, không ngờ là dướng vô cái món này đó. Ngũ thập bất chi thêm, tôi nghĩ là ngoài 50 là chắc là xong rồi, định hình rồi, nào cu ly, nào thầy ra thầy, nào thợ ra thợ, nào giám đốc rồi. Cuối cùng cũng Quý Bảo từ thằng chạy ráp mà cuối cùng cũng được lên sóng nói cho anh em nghe, như anh em còn vui vẻ. Cảm ơn mọi người nha mọi người. Và đặc biệt là với cái nghề này Quý Bảo cũng thích nữa. Đó, vừa có thu nhập ha, vừa vui vẻ, vừa sức mình, mà lại là một công việc cảm thấy nó thú vị không. Ví dụ như cái búa này đi, cái búa này nếu là Quý Bảo không đem về thì có thể là nó sẽ bị quỷ đi, hoặc là coi như là đập ra rồi quỷ đi, rồi chế tác lại không, làm lại món khác. Nhưng không ngờ Quý Bảo đem nó về thì Quý Bảo vừa có thu nhập mà chú bác chốt, chú bác cũng vui, Quý Bảo cũng vui, mà bản thân cái búa này nó cũng quay lại chính với cái chuyên môn của nó. Vậy là cả ba cùng vui, thú vị, một công việc thú vị. 338 250k xong, let's go. Tiếp theo 339 250k ra rác mà tìm được món xài được là cũng là một cả vấn đề. Búa nặng à, búa này cũng HO luôn nha anh em. Búa này nặng nhiều, 1,5 kg, nặng tay anh em. Đó, búa tạ ha, này cũng HO nha anh em ha. Cái này nó có cái số ký, nó là số 3 nè, số 3 là lương bác sĩ nè, lương bác sĩ là chữ LVS anh em, LVS ha.
này là cái thông số đo của anh hay gì đó, không, mình không không biết, mình nói lương bác sĩ vậy đó. Bề dài 40, bề dài đầu búa 11,5, bề ngang đầu búa 4/2, một bên tròn nhỏ có bụi bãi, hai bên nhỏ luôn em, hai bên nhỏ luôn, hai bên nhỏ ha. Còn đẹp nha anh em ha, không có có cứng cá gì hết mọi người, có bụi bãi thôi ha. Rồi xong, 300 250k em này sẽ đi. Tiếp theo là mình có một cái đồ để cắt ống đồng ha, đồ cắt ống đồng. Em này là của thằng Super Gia Văn ha. Đây nó còn cái mũi lả nữa nha anh em, mũi lả nè. Và đặc biệt nó có một cái dao đó, dao xi cua nè, còn luôn ha. Đó, em này thì em này mở tôi cắt tối đa được nhiều đây, đo luôn em. Đây có đề thông số là 5,5 nè anh em, để coi phải không. À, 4,5 em, anh em 4,5 à, chạy nha rồi ha. À, hai bánh xe chạy liền lạc hết anh em. Cái này quay nhẹ nhàng ha, quay nhẹ nhàng nè, đủ đầu để liền nè, thấy không. Này có ống đồng nha anh em. Rồi lưỡi nó thì trơn láng mịn màng nha anh em, lưỡi nó trơn láng mịn màng, không có cái dấu hiệu cấn cá nha mọi người, không có dấu hiệu cấn cá. Xong cái này mình bán 300k. Mấy anh em làm bên điện lạnh là cũng hay quan tâm món này, là làm bên hơi cũng được, cũng quan tâm nha, miễn là cắt ống đồng là quan tâm thôi. Xong tiếp theo con đưa cho ba cái hộp hộp kia luôn đi con, cái hộp okay. Ừ. rồi một tiếp theo là hai món này, anh em nào chốt nguyên cặp xin em gọi điện chốt nguyên cặp luôn đi, anh em nào đi xe hơi chốt luôn đi. Đó. Nhất là một cái đội 2 tầng ha, 450k cho của thằng hãng nó là Asin Japan Toyota Moto ha, 0.7 tấn, có nghĩa là 700 kg. Em nó ngoại hình khá nha mọi người, em đặc biệt là em nói anh em nhìn nè ha, nó không phải như mấy cái đội mình video nào mình cũng lên cái cho nên anh em chốt ha. Nhiều khi hỏi cái thứ hai mình Quý Bảo không bán là tại sao, bởi vì Quý Bảo muốn cái kênh Quý Bảo nó luôn có những sản phẩm mà chú bác thích ha, còn bán ra ngoài thì qua kiểm sao không còn cái này trên màn hình nữa thì chú bác đâu vui, buộc lòng là không bán ngoài. Có hai cái nhưng bán cái chừa cái sau, video sau lên bán tiếp. Chú bác thông cảm điều đó. Chốt ngoài thì chỉ có mình quý bảo chú bác biết thôi, còn lên màn hình thì ít nhiều thì cũng 2,000 anh em ta coi cho vui vậy đi, mà nó cũng đi thôi, thông cảm như Quý Bảo ha. Chứ phần cái này nó không phải như là ở trong siêu thị, không phải vô trong siêu thị mua lận lố và bán tôi lố, không có, lâu lâu ra được cái hai cái chứ không có nhiều. Ông này nó gọn anh em ha, bằng gang tay à, đó xếp gọn. Cái này thì thường ha, kênh Quý Bảo hay lên này lắm á. Rồi 450k, cái này thường lắm ha chú bác ha, cái này giới thiệu ít thôi ha, nhưng mà cái này thì đi chung luôn ngày, đi gọi chốt luôn cặp luôn chú bác ơi, anh em ơi ha. Đây là cái gì mã 344 550k. Khi mà bể bánh xe sửa xe thì phải cần có cái này, cần có cái này, phải có thêm cái này nữa thì nó an toàn hơn ha. Rồi
Đây là cái bảng cảnh báo anh em ha. Đây một cái bảng cảnh báo còn trong hộp luôn nha anh em, còn trong hộp luôn đó. Xe hơi đậu lại là đưa ra sao để đó, mở lên là xe xa ta biết là cái gì rồi ha. Đây mở lên anh em, còn đây đây mở lên ha, quay cho nó vô cho nó vô màn hình. Ở đây có tam giác gài lại nha anh em ha, ở đây có tam giác gài lại luôn rồi đó, đẹp không, không cứng cá nha mọi người, đẹp luôn ha. Rồi cái đế này coi, để coi cái đế này mà bữa mình bán cái đế này xây ngang được nha anh em. À, xây được nè, đó đúng luôn á, thấy không, xây ngang cái là nó giữ xây vuông góc luôn anh em đó, xây vuông góc luôn đó, mới nha, có hộp luôn ha, nó của hãng cách tê đọc Nga Ná thôi nha anh em ơi ha, không đọc thì không được, mà đọc thì nhiều khi nó nghe cũng hơi chỗ tai ha, kệ thông cảm đi ha, chứ mình đọc được thì đọc mà chính xác thì mình không phải cái dướng vô cái nghề này đâu ha, thông cảm nha. Đó là anh em chốt luôn cặp này luôn là vừa rồi đó, trong hộp luôn còn gì nữa. Rồi hạ xuống à, hạ xuống có chỗ gài vô luôn nha anh em, chỗ này quay vô lại nè đó, xong cho vô hộp đoạn băng luôn mọi người đó, đậy nắp lại gài ok rồi, đo thử cái bề dày cái hộp này có bao nhiêu, hộp này bề dày nó 53 phân anh em, bề cao nó 12 phân rưỡi, bề ngang nó có 6 phân nè, vừa tầm để trong sau xe ha, combo cặp này chốt luôn một cặp luôn mọi người ơi ha. Rồi cái 450 cái 650 triệu quạt à ha. Rồi xong tất cả những sản phẩm bí bảo không bao ship nha anh em, let's go. Rồi tiếp theo 342 750k cho combo ba cái cảo C của thằng Super Super anh em ha, BC100 là cái này là đời đựng tất ha anh em ha, Super mới nha, mới ha, da băng ha anh em, da băng ha, ba cái y như nhau đó. Ngậm vô là ngay tim luôn, ngay tâm giữa luôn anh em ha đó. Rồi coi đúng 10 phân anh em, đúng 10 phân, còn có giới hạn chục C của nó nhiêu, 5 phân rưỡi nha anh em, giới hạn cái chục C của nó 5 phân rưỡi nha anh em đó. Rồi giờ đó hết bề dài nó coi như tổng thể nè, 19 rưỡi bề ngang 10 phân rưỡi ha, tay chân còn đầy đủ ha, tay quay còn ha, chục dứt me răng thưa răng dày anh em, răng còn đẹp ha, ba cái như một ha, combo 3 cái 750k, cái con cái nặng nhiêu, một cái nó nặng gần 1,2 kg anh em, xém 1,2 kg non chút xíu à, hơn 1,2 kg cho một cái rồi xong, let's go. Tiếp theo rồi gọi là phê uống anh em. Tiếp theo là mình có một cái xẻng mini 343 200k cho một cái xẻng xếp gọn nhỏ thôi nha anh em, cỡ này xếp lại có được nhiêu, 25 phân
bề ngang em nó được 10 và 14 phân. Rồi, lấy ra, cạch, cọc. Chưa, chưa, chưa. Dặn vô lại là tự động từ trên dưới cứng luôn nha anh em. Nó có thể vừa làm xẻng vừa làm cuốc được luôn đó anh em. Nhưng mà cái này thật sự ra là nó nhẹ nha anh em, chứ mình nó không phải là nặng nha. Nhìn mình cái này là cán nhôm nè, nó nhẹ thôi chứ không phải nặng. Đó, trứng cáp ha anh em. Vừa xẻng vừa có thể là cuốc được luôn, lật xuống làm cuốc luôn. Nó có hãng voi nè mọi người. Ha, hãng voi. Đó, xiết vô là cũng cứng khừ nha anh em ha. Rồi nới ra nè, nới ra làm cuốc. Ha, đó, tay cầm. Cứng khừ nha anh em, nhưng mà điều cái là nó nhẹ anh em ơi. Để xong rồi mình ship lại rồi mình coi nó nhiêu nha. Rồi để coi đo bề dày cái tổng thể nó nhiêu nha mọi người. Bề dày tổng thể nó được 63 phân nha anh em. À, lấy thước đo đo đi chú bác ơi. 63 phân. Gọn bân ha. Này lấy luôn cái này luôn cho đưa vô cái combo kia luôn. Cái đội 2 tầng với cái cảnh báo tai nạn giao thông và cái này luôn là ba cái. Cái này nhiêu? 7 lạng nha anh em. 7 lạng cho cái xẻng xếp rồi ha. 200k. Xong, let's go. Rồi tiếp theo hai cái mã này là do mới lấy sáng này về nên cho nó cái vô hai cái số ha anh em. Đây là cái mã số 0. 850k. Ha, nên nhìn là biết rồi ha, quen thuộc, rất nhiều chú bác chốt là. Rất nhiều chú bác hỏi nè. Đó. Cũng là hiệu con voi anh em ha. Ra băng ha. Ra băng, em này nặng 4 kg á mọi người. 4 kg có hơn luôn á. Trời, ra băng hai bên luôn anh em. Ra băng một bên rồi, ra băng bên đây nữa nè. Đó. Lưỡi nó thì thôi rồi, đi dày cộm luôn nha anh em, nặng 4 kg mà. Nó dài như tới 1m43. Cây này là 1m4 nè anh em. 1m4. Đó. Giờ chiêm ngưỡng cái lưỡi trước đi cho mọi người. Nên anh coi cái bề dày cái lưỡi đó nè. Đó. Dày nó phải là 2 ly, chỗ dày nhất phải 2 ly. Không có mỏng đâu nha, cũng nhực nha. Chắc cú nha anh em. Ha, giờ đo luôn cái lưỡi luôn đi. Rồi từ tính cái cán sau nha anh em. Cái lưỡi nó dài 23 phân nè. Bề cao em nó 12 phân 9 ly. 12 phân 9 ly. 13 phân mình không thích, mình thích 12 phân 9 ly à. Đẹp ha anh em. Là cái này là hoàn chỉnh ha, giờ đầu coi tới cái cán nha mọi người. Đặc biệt còn tem nè. Tem mà chóc hết trơn rồi. Chóc hết trơn rồi ha. Rồi. Rồi làm sao đây nè. Không có cấn cá gì hết anh em ha. Không có dấu hiệu cấn cá gì ha. Liền bân luôn nha. Liền bân luôn ha. Đó. Dài thứ tư ha, cái này là không có lấy lẹ được nhau nha anh em. Cái này là chỉ có đưa đi bưu điện thôi à. Ha, ship nhanh là ship tiết kiệm rồi là không có đi được đâu á. Rồi, cái này rất quen thuộc ha. Mã số 0 850k. Xong, let's go. Tiếp theo mã số 1. Hôm qua kia chú bác nào chưa chốt thì hôm nay chốt đi. Đó. Đúng là có hai sợi, bán sợi còn sợi.
À, mà chú bác rồi chốt nữa thì không được, để cho chiếu sau lên sóng hên xui. À, này dài 4 thước, nó là 13 nhịp. 13 nhịp nha anh em ha. Dây nó là do nó nằm trong bụi bãi thôi, trong chung với cái bao đồ nghề nên nó có những cái dấu dơ hết anh em ha. Còn thật sự là em nói là còn rất mới nha mọi người. Đó. Dài 4 thước, không có một cái nhịp nào bị hư nha anh em. Không có một cái nhịp nào bị hư, bị mất ốc, mất giá, bị mất mái gì hết ha. Đó. Đó. Rồi bị dài thì 4 thước rồi, còn bị ngang nữa à. Bị ngang em nó vừa tầm chân. Thang phải chân thôi, 15 phân nha anh em. 15 phân. Vừa tầm tay, vừa tầm chân. Đó. 4 thước. Đó, còn cái sợi để coi sợi này đo coi nó nhiêu. Này chắc phân 2. Có 1 phân anh em ơi. Có 1 phân nè. À, mới nha, dây mới anh em thấy không? Dây mới ha. Do nó nằm trong đám đồ nghề nên nó có những cái dấu bụi, anh em về anh em cho miếng ô mô rồi xong nó sạch bóng liền nha. Rồi xong. Cái mã này. Mã số 1. Mã số 1 anh em. Vẫn vậy, 550k. À, dài 4 thước ha. Có cái móc trên luôn nha mọi người. Móc trên luôn nè. Đó. Móc trên luôn nha. Rồi, xong. Let's go. Rồi tiếp theo nè em. Ngủ rồi. Tiếp theo là mình có một cái tời. Nó 1 tấn nha anh em ha. 1 tấn nè, có hãng to nè ha. Nó còn ni lông luôn nè anh em. Nó còn ni lông luôn nè. Em này quá mới luôn, ốc nhìn ha. Ốc ác dây nè. Anh em nhìn dây đó nè. Đó. Sáng luôn. Ốc ác còn sáng luôn. Móc còn sáng luôn. Rồi. Cái to này là cái giá hơi cao hơn mấy kia chút xíu nha anh em. Ha, quá mới đi. Ngoài bãi nó cũng tính vậy. 3 4 5 1 triệu 6 nha anh em. 1 triệu 6. Quay qua đây xíu mình. Đây, cái con. Anh em. À, lên xuống ngọt ngào ha. Anh em nghe cái tiếng kêu của chó nè. À, tiếng kêu chắc cú ha, thành ha. Đó, rồi, ở xuống nha anh em. À. À, nó dây xích nó dài 2 thước rưỡi nè. Anh em coi móc nó nè. Mới luôn nè. Đó. Móc nó còn mới luôn. 1 tấn luôn nè anh em. Khá đẹp. Còn ni lông luôn anh em biết rồi. À. Thôi để về anh em tháo đi. Ha. Tháo chút cho anh em coi thôi. Nó có hãng to ha, 1 tấn. À, xích nó dài 2 mét rưỡi. À, giá là 1 triệu 6 nha anh em. 1 triệu 6. Xong, let's go. Rồi tiếp theo anh em. Mã 346. Mình có một cái đe M 450k. Em này thì nó nặng hơn 2kg nha anh em. Hơn 2kg nha. Nó là tầm 2,1kg á. Nó chỉ có một cái góc này thôi. Mà cái góc này nó cũng không có được hình vuông nè. Nó không có được là hình vuông. Đó. Nhà được cái 3-4 mặt kia là bằng phẳng ha, dễ làm ha. Đó. Rồi 10 phân. À, bề dày nó là 4 phân rưỡi. Bề cao em nó 6 phân 2. 6 phân 2. Chân láng mịn màng ha anh em ha. Không có dấu hiệu cấn cá ha. Đây cũng vậy. Mặt này cũng vậy. Rồi. Nặng hơn 2kg nha, 2kg lô 1 nha anh em. Mã 346.
450k. Xong. Tiếp theo là mình có một cái eto của thằng eto vàng của Fan. Nặng gần 11 kg anh em. Ngon ngon là 1 kg xíu. 347 1.150.000. Anh em thắc mắc hỏi sao mà nó của thằng Fan hàm nó tới 150 ha. Giao ăn. Giao ăn anh em. À, tại sao là nó có 1.150.000. Đây nè anh em. Đây nó có sự cứng cá nằm đây nè anh em. Thấy không mọi người? Thấy không anh em? Đây nè. Đó rớt xuống bãi nè. Gặp đây thấy không? Thấy không anh em? Đấy, để cho anh em coi kỹ. Cũng khó thấy á mọi người. Nhưng mà phải chỉ. Đây anh em. Thấy không mọi người? Một dấu ha. Một dấu. Và một dấu thứ hai. Đây nè anh em. Có một phân một à. Nhìn kỹ mới thấy nha. Một à. Hả anh em? Đó. Rồi. Hai điểm đó thôi. Ngoài ra không còn điểm nào để là soi mối đời tư em nữa chân á. Ha. Rồi mở ra coi. Này về anh em phải cho miếng bò bò vô nha anh em ha. Rồi. Đo cái hàm ra được nhiêu? 16 phân nha anh em. 16 phân. Đó. Còn nó ra được nè. Nó ra được là 14 phân nha anh em. Nó mở hàm tối đa ra được 14 phân ha. Đó. Ở đây thì bị dính một chưởng ha. Anh em. Thấy không mọi người? Thấy ha? Rõ rồi. Rồi giờ coi hàm luôn. Ốc ác là trơn láng mịn màng ha anh em. Trơn láng mịn màng. Rồi tới bên đây. Vậy ha, đầy đủ ốc ác ha anh em. Số 6 nè, còn đây là anh N hình tính quạt ha, cũng Fan ha. Đó. Em nó có những điểm cứng cá là Quý Bảo đã giới thiệu rồi anh em ha. Này về chú bác lau chùi thêm chút xíu cho miếng dầu mỡ vô nha chú bác. Thích rịch hả anh em? Đúng không? Thích rịch. Ok. Rồi đo luôn cái bề dài nữa nha. Bề dài tổng thể của em nó là 29 phân. Bề ngang là 23 phân. Từ ốc này qua ốc này. Này là bàn khoan là 21 rưỡi nha anh em. 21 rưỡi từ ngóc này qua ống này 21 rưỡi, bàn khoan lớn mọi người, bàn thước á, hai đồ đó ha, nặng gần 11 kg ha anh em. Đây ha, đây có chút cứng cá đây nè mọi người, thấy không, chút xíu đây nè đó. Rồi đầu này nó cũng bị vậy, hai bên hai góc rất nhỏ, tha thứ được thì tha thứ, sử dụng được nó thì sử dụng anh em ha. Đó, vậy thôi. Ngoài ra là em nó không có gì để phàn nàn em nó ha. Rồi. Mã 347 nặng 11 kg, 1.150.000. Xong. Hết vô. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là mình có một cái cũng eto vàng dùng cho anh em làm bên máy phay nè. Đó, mã 348 nặng 17 kg. Em này nặng 17 kg nha anh em ha. Nó của thằng Uniwe anh em ha. Uniwe.
răng cốt mà coi cái ti nó này mọi người, chất lượng luôn á. Hai phần tư em này thì liền lạc ha, không tính cái nha mọi người, nó của Uniqua nha anh em, Uniqua em nó dài tổng thể bao nhiêu, 38 phân, bề ngang 18 phân, còn series number nằm đây nè anh em, 0383. Rồi mở hàm em nó coi làm sao. Trường láng mịn màng ha anh em, không có thẹo nào ha. Đây. Rồi hàm em nó mở ra được bao nhiêu, 7 phân rưỡi, hàm nó được là 14 phân rưỡi nha anh em, 14 phân rưỡi, liền bân luôn nha, liền lạc ha. Đây có một lỗ anh em ha, đây ha, rồi sẵn dở cái gầm lên cho chú bác coi luôn. Wow, liền bân luôn ha. Từ góc này xuống góc này nhiêu, 35 phân ha. Từ góc này qua đây 17 phân, 35 và 17 phân, liền lạc ha, không cấn cá gì nha anh em. Nặng nó là 17 kg, Uniqua nha anh em, thương hiệu đỉnh của đỉnh ha, 2,2 triệu. Xong, tiếp theo có một em chấn thương hàng cổ điển. Anh em nhìn cái hàm nó 100 rồi anh em, này nó của thằng cái chữ là KOZ rồi anh em ha, hàm 100, nó còn series number nằm đây luôn, còn chữ nghĩa. Em này có chấn thương gì chỉ luôn nè anh em, đây ha, đây nè, đây có cái rãnh đó nè anh em, nhìn bên đây nè anh em sẽ thấy ha, ở đây thì nó có cái rãnh lên nè anh em, thấy không đó, còn bên đây thì bị cứng cá chỗ này nè anh em, thấy không đó. Ngoài ra là chỉ có cái lỗi đó thôi ha, mà em đã nặng 21 kg, một em Eto cổ điển ha, cổ điển hà 100, thì đáng cho anh em thầy thợ quan tâm. Và đặt cái cây này nó cũng lai nè anh em, thấy không đó, thôi hỏi sao đem về, bởi vì nó nặng 21 kg, chưa có một cái Eto cốt vuông nào mà hà 100 mà nặng 21 kg anh em, đúng rồi. Anh em coi đo bề bản cho anh em coi bề bản này nè, 8 phân, con này là ba giới chứ không phải hàng nha anh em, này ba giới ha. Đây hình như đây, nhưng thiếu ngốc ha anh em đó, nhưng mà không thể không đem em nó về. Chú bác nào mà cần bảo hành một cái tô bảo hành thì nó đây rồi ha, nó đây rồi ha, hà 100, hà 100 đo phải 100 không, nó là 10 phân rưỡi nè em, 10 phân rưỡi
10,5 phân, nặng 21 kg, giá không thể mềm hơn 1,5 triệu. Em nói là cái chỗ này đâu có ảnh hưởng gì tới hoạt động của em đó anh em, đúng không? Đây. Cặp hàm thì cũng vẫn còn rất ok luôn. Vì thế cho nên buộc lòng phải đưa em nó về. Lời ít xíu. À, lời nhẹ nhẹ xíu. Đây. Cú em nó tuy rằng giác về cũng hơi mệt. Anh em nhìn cái môi đi. Tha thử em nó được không? Còn này thì về mà chú bác thầy thợ đối với cái này là một cái chuyện quá nhỏ nhàng. Quá nhỏ ha. Đó. Ốc tán nè, còn đầy đủ nè, môi liền môi nè, à, vuông thành sắc cạnh ha. Đó. Đặc biệt có cái trắng dầu trắng mỡ gì nữa đây. Đúng là cái hàng cổ. Mà quan trọng là chưa thấy cái tô nào mà hàm trăm mà nặng 10, 21 kg hết trơn á. À, rảnh cái giờ này nó có 3 ly rồi anh em. À, 3 ly nè. Đó thì cái này giờ về mình chấm đường hàng đây là mình vũa lại ha, là trở lại như xưa, giá mềm. Giá bằng một cái eto hàm 75 thôi chứ không có cao sang gì hết trơn á, mà này là để chứ bác là bảo hành em nói nè. Mua em mới về chấp nhận bảo hành nè. Mã 346 49 1,5 triệu cho một em thương với binh. Xong. Tiếp tới cũng là một em thương với binh. Một em thương với binh nữa. Đây. Một em thương với binh nữa. Một em chuẩn Nhật. Nặng 20 kg cốt tròn. Của thằng Uniwe, mà tại sao lại có 1,6 triệu thôi. Trước mắt là nó có một cái hàng này là sỉ nè anh em, sỉ nè. Đó, cái này là nó ở cơ xưởng sỉ, cơ xưởng nó làm hàng nè anh em. Đó sỉ. Đó, về mình thấy nó nổi một cốc quá nhiều đi, mình không chịu nổi, buộc lòng mình phải đưa nhắm vô mình chà nó một cái. Đó. Nhưng mà cái giá nè anh em, 1,6 triệu nha, cốt tròn nha, Uniwe nha mọi người. 1,6 triệu. Em nó có chấn thương gì? Cho chú bác coi chấn thương của em nó. Chấn thương này thì đối với anh em thầy thợ thì cũng là chuyện nhỏ thôi. Đó anh em ha. Đó, nó bị đúng là cái vàng một cốc nó đây thôi. Đó, vàng bị sỉ hàng đó mọi người. Nhìn thấy nhăn nhở quá. Đó, buộc lòng mình phải đem em nó về ha. À, mài nó và nhám cho nó bớt ha. Đây, vẫn còn để cho chú bác nhìn thấy nè. Đó, vẫn còn nè. Đó, đúng ra chà được luôn, láng luôn nhưng mà không ha. Chà thì mất cái sỉ hàng thôi. Đó. Nhưng mà giá thì nè, Uniwe nè anh em, hàng đỉnh ha. Đó. Rồi bây giờ tới cái môi, coi cái môi nha. Coi có thể đưa em nó về dinh được không? Rất kỹ ha. Đó, cũng có hở ha, hở hàm ếch ha. Hàm trăm nha, em này nặng 20 kg nha mọi người. Uniwe. Này là quý bảo chỉ có đánh sơ lại thôi, vẫn còn này chú bác ha, vẫn còn cho chú bác thấy là nó là sỉ hàng nè, không có làm nhiều. Đó, đây vẫn còn nè. À, em này là cũng vẫn để cho anh em thầy thợ bảo hành nó nè, giá mềm nè ha. Còn zin hết ha, ngoài ra là không có vấn đề gì khác ngoài cái sỉ hàng nó nằm đây. Quý bảo đã dùng mài nhám chà lại cho nó nhìn cho nó thẳng thớm xíu. Vẫn còn nè anh em. Đó, vẫn còn dài dấu. Đó, thấy không?
vẫn còn nè. Đó. Rồi, em này mã 350, nặng 20 kg, giá 1.600.000, cho anh em về bảo hành nó tha hồ. Xong, let's go. À, con đó mà có 1.600.000, mà con nhỏ này lại 1.400.000, cho thấy cái thị trường nghe to nó đa dạng, nó khó chịu quá. À, mini 75. Đi bỏ cái 352 lên cho luôn đi. Đưa bỏ 352 lên cho luôn nè. Chuyên ngữ đi anh em. Bỏ nè, mua nè. Hai em y phọt nhau mọi người. Bốc dáng em nó y nhau, một cái 75 và một cái 200 ha. Này này hiệu này đọc cúp thôi mọi người nghe tôi thì cúp thôi. Hồi đó giờ mình cứ nghĩ là chỉ có Euron, Uniware, Fan, Hinode, NBK, KN, mình nghĩ chỉ có vậy thôi mọi người, CMC ha. Nhưng không ngờ bữa giờ cũng có vài thương hiệu lạ. Chuyên ngưỡng hai cha con đi mọi người. Khoan giới thiệu đã. Chuyên ngưỡng hai cha con đi. Y phọt nhau luôn em. Cũng đe, cũng gân, cũng hàm chất lượng ha, cũng sọc đây, y chang luôn. Cái mã 351 6 kg nha anh em, 6 kg hàm 75. Ở đây nó có số 5940 nè, 5940 ha. À, cốt vuông ha. Rồi đó, bây giờ tổng thể của nó nhiêu? Tổng thể của nó lấy thước ra đòi cho bác ơi. 28 phân. 28 phân. Về cao em nó là 13 phân 2 ly. 13 phân 2 ly. Em này là bao hàng không có dấu hiệu cấn cá nha chú bác. Không có dấu hiệu cấn cá. Cái nó còn cái số phay luôn á anh em. Tốt quá, còn cái số phay luôn á. Có đè luôn ha. Hàm em nó được 7,5 phân, mở hàm ra được 6,5 phân. Đây là nó còn cái sớ phay luôn đó mọi người. À, coi môi nha anh em, phần trên cũng có dập nhẹ ha, phần trên là mí trên cũng có dập nhẹ ha. Đó, khá đẹp nè, khá đẹp. Phần trên dập chừng cỡ ly hơn, cái này thật sự ra lấy nhóm trà cái nó đẹp liền, nhưng mà không làm được vậy anh em ơi. Cái nào nói trà là trà, cậu nào là biết là chú bác làm được thì để chú bác làm. Khá đẹp. Coi dừng gầm luôn. Khá gọn đẹp ha. Con này đáng sưu tầm và sử dụng.
đáng sưu tầm và sử dụng. Nhẹ re luôn, rất nhẹ nha chú bác, rất hơi nhẹ, có độ. Đây, dày cơm ha, nhìn cái bản hàm nhìn đã. Còn cái đe nữa nè, này chắc là mấy anh bên Nhật sơn phần trên. Rồi, mã 351, giá 1,4 triệu nha anh em. Này với mấy thằng yêu ghê rồi NBK rồi là không qua đó đâu nha anh em ha. Không thể nào qua được. Xong. Tiếp theo. Đây. Này đi. 352. Em này nặng 13 kg. Em này nặng 13 kg. Giá 2 triệu, hàm trăm, cốt vuông ha. Anh em coi cái mặt cái này dập nổi, nhìn đẹp luôn, sắc bén luôn, cốt nó còn đẹp luôn em đó. Em này bề dày tổng thể 38 phân, bề cao 17 phân, hàm em nó mở ra 10 phân, đúng chữ nhà sản xuất luôn em. Khá đẹp. Dàn cầm đây. Không cứng cá. Nước sơn còn đẹp lắm mọi người. Ha. Đặc biệt là nó có mấy cái gờ này nó tạo cho cái này nó chắc cú anh em. Ha, vững chãi. Đe này đe có thể sử dụng được nha. Đe này có thể là sử dụng được ha, có gân này nè, nhưng mà cũng nhẹ nhàng cho em nói thôi nha mọi người, nhẹ nhàng cho em nói thôi. Môi thì thôi rồi đấy nha, hết chê luôn cái môi luôn. Hết chê luôn cái môi luôn. Không rơ lắc nha anh em. Không rơ lắc ha, cũng có dấu ha. Đây, đây cũng có dấu nè mọi người, chút đỉnh này cũng có xài rồi đó. Nhưng điều cái răng ở trong nó còn mới lắm mọi người, mới luôn á, phải nói là từ mới luôn á anh em ha, mới luôn à. Con này cũng đáng sử dụng, nó so với thằng NBK Hyundai đâu là không qua đó đâu anh em ơi ha. Nó thuộc cái dạng là chiến binh rồi, nhìn cặp môi nó dày là thấy là biết rồi, thường lời như cá ngừ đại dương vậy. Trời ơi, môi liền môi luôn. Môi liền môi. Rồi sẵn để em này là cái giá 2 triệu anh em ha. Sẵn để em này cho chú bác so sánh với em CNC luôn. Đây. Một em CNC. Cốt vuông.
Bữa giờ lão bán cúc tròn cũng cũng có hay cúc vuông cũng có anh em ha. Hôm nay được cái cúc vuông. Rồi, có cái môi luôn. 353 nặng 13 kg. À, 2,2 triệu. Anh em coi môi nè. Wow. Nó cũng có cấn ha. Cái này mà đưa vô chà nhám cái là nó liền băng luôn đó chú bác, nhưng mà không để không làm được. Chiến binh là phải để cho nó chú bác thấy nó xiêm xì ha, hàm trăm ha. Màu sơn nó thì cũng khá cũ rồi ha, nhưng mà nó cũng không chốc nhiều ha. Này chưa chà, chưa đánh bóng, chưa gì hết anh em ơi. Về lão sơ sơ là đưa lên thôi. Em này mới lấy đây. À, so sánh giữa hai em anh em ha. Cũng quậu ngang nhau ha. Hai em này em nào cũng thấy quậu á. Mà chưa biết là cái CMC với cái này nào, cái thương hiệu nào ngon hơn ha. Tại vì này mình cũng mới thấy lần đầu. Mình chưa biết này nữa nó sao. Như này nó lợi thế nó có đè. Còn này lợi thế nhờ cái thương hiệu, quý bảo biết. Đấy thôi. Rồi, đi ra coi. Nhẹ ha. Cũng làm khá ha. Đây có đường nha anh em ha. Có sọc nè. Thấy mọi người. Rồi con môi em nó luôn. Em này thì môi trơn anh em. Môi trơn. Không có sọc. Trơn láng mịn màng. Ha. Vuông thành sắc cạnh. À bên đây cũng vậy ha. Trơn không có sọc nha anh em. Không có răng cưa. Đó. Cái hàm em nó ra được nhiêu? 10,5 phân. Hàm em nó. Hàm em nó ra được 9,5 phân anh em. Có thể ra hơn ha. Để thử ra được nhiêu. Này ra hôm chứ sao của như đó được. 10 phân nè anh em. 10 phân luôn ha. Rồi quay vô coi. Nhẹ nhàng đưa nàng đi học ha. Rõ ràng ha anh em, nó có mấy cái đường dọc ha. Ha, do là cái này mà anh em đi về đưa nhám vô là nó thực sự ra là nó bóng lưỡng liền luôn, không thể nói mà nhiều. Rồi 2,2 triệu xong. Hết vô tiếp theo. Tiếp theo mình có một em Hino D nặng 17 kg, hàm 125, giá 2 triệu. Em này thật sự ra là một từ mới, hai từ chưa xài. Hino D hàm 125, em này nặng 17 kg. Màu sơn còn khá đẹp ha mọi người. Bề dày em nó tổng thể 48 phân bề dày. Bề cao của em nó được 21 phân. Hàm 12 đúng chuẩn luôn em, 12,5 phân, 125. Vuông thành sắc cạnh.
khá đẹp. Anh em biết cái con này để mình nói cho anh em nghe, nó cũng vui lắm. Một cái em này là thật sự đó, nó vui. Để kể cho anh em nghe, cũng có trong bãi nhiều khi nó cũng có cái niềm vui nó vậy. Không kể thì cũng khó chịu. Để kể cho anh em nghe. Có nghĩa là đó, nếu như mà hàng bãi mà mạnh xả nóng của anh em thì là giá nó cao. Coi như là lúc mà đọc bao xuống là nó sẽ giá nó cao. Hả? Bởi vậy anh có anh nào đó mình không biết, anh săn được con này. Anh săn được con này xong rồi anh chôn anh lắp lại anh em. Anh chôn anh lắp lại. Anh chôn anh lấy đồ nghề anh đào rồi khui lỗ lỏng cái anh bỏ này xuống anh cho lắp đồ nghề lên. Chắc có lẽ mình nghĩ là anh tính là để ngày mai anh ghé anh lấy. Nhưng không ngờ sáng mình chở anh đi sớm anh em. Sáng mình ra mình cũng bươi vòng vòng mình vô tình mình thấy nó anh em. Chứ thật sự là mấy em này thì đâu thể nào thoát được đâu. Nhưng mà có lẽ là lúc mà mua nóng thì cái giá nó cao lắm, nhưng mà qua ngày hôm sau thì nó sẽ bớt giá xuống anh em. Khi mà lấy hàng xong rồi đầu qua ngày hôm sau bớt giá xuống, mình nghĩ vậy. Bây giờ con này nó nằm dưới trong một đống đồ nghề, anh em coi đi, nó còn nước sơn luôn nè. Đó, ốc ác rồi nó còn nước son sơn luôn nè. Đó, anh em đây cũng vậy nè. Này không cần nói dấu hiệu gì cấn cá hết trơn anh em ơi ha. Không có gì gọi là cấn cá được hết trơn. Rất là đẹp. Đặc biệt cúc vuông này nó ra cái hàm rộng lắm anh em. Đây nè. 11 phân là 18 phân. Hàm 125 đã ra được 17 18 phân. Cúc vuông lợi thế ở chỗ đó. Tay nè, tay quay nhẹ nhàng. Khi mình lấy con này xong mình cũng cười thầm. Mình cũng cười thầm. Có nghĩa là cái anh nào đó ảnh mua lúc đó thì giá nó cao. Mà bỏ thì tiếc. Ảnh nó nói hôm nay chữ là ảnh giấu lại anh em ha. Không ngờ mình đi sớm mình khui ra mình thấy thì nó cũng vô tình thôi chứ mình đâu có cố ý đâu anh em ha. Đó. Ha. Mới khích dịch luôn môi này, nhìn nè mọi người, mới đáng quan tâm cho em này ha. Anh em nào thích hàm to mở hàm rộng thì là nó 2 triệu xong. Tiếp theo đây một sản phẩm cũng rất nhiều anh em quan tâm, bữa làm cái rồi cũng vài ba anh em chốt. Vì vậy quý bảo 357 nặng 8 kg giá 1,2 triệu cho một cái em kẹp ống. Mà em này thì thật sự là mình không cần phải có đế nữa, bởi vì nó đã là một cái đế sẵn luôn, lớn hơn ha anh em, lớn hơn em kia. Em này nó mở ra được 8,5 phân, 8,7 phân luôn ha. Còn nó kẹp được ống nè cũng 8,5 phân luôn anh em. Đặc biệt là nó có hai cái lỗ này anh em, hai cái lỗ này mình nghĩ là để cuốn ống nè mọi người, cuốn ống không đó, đúc ống này cuốn nè, mà không biết cách cuốn sao ha. Em này thì được có cái đỡ nữa, có một cái gá đỡ cho cái ống nữa nè mọi người. Đó, khi mở như này nè, mở lên ha, đưa ống vô đỡ đi luôn nè anh em, thấy không? Đó, cũng của Red ha, Red. Đây là Miyagawa, này tên của ông chủ này anh em ha, đúng không? Đó, em này là xây lớn nha, hôm bữa là mới kia là xây nhỏ ha. Em này không cần phải có đế, bởi vì nó có ba chân đế kiền sẵn luôn, quá độc luôn. Ha, 1, 2, 3 chân đế quá độc luôn, đây cái chỗ để ống luôn nè. Rồi giờ quan trọng là mình coi răng hàm mặt của em nha anh em.
đây. Quá đã cái răng hàm đó anh em ơi. Ha. Liền bân luôn ha. Ha. Này là bụi bãi thôi nha anh em. Này là cái bụi bãi thôi nha anh em. Đó, bụi bãi nè mọi người. Ha. Cái này mà vệ sinh sạch sẽ là nó bén như là anh em. Đó. Không bao anh em, không có cứng cá gì nha anh em ha. Đó, răng nó rất là đẹp. À, răng trên răng dưới gì, hàm trên hàm dưới gì, răng còn rất là đẹp. Mẹ nặng 8 kg rồi nè. Xoay lên xoay xuống ngọt ngào ha. Nước sơn riêng luôn nha nè. Nước sơn riêng luôn. Này là nó có hãng Hitachi á mọi người nè, thương hiệu nè. Đặc biệt là có hai chỗ này để kẹp ống hay gì anh em ha. Để coi cái này lỗ ống nè, cái ống này lỗ nhiều. Hai phân tám anh em, lỗ này 2/8. Bên này là 2/3, một bên 2/8, một bên 2/3. Theo mình nhận xét thì ở đây hình như nó còn thiếu một bột con tán nha anh em, ha không? Thấy mọi người. Ở đây mình thấy hình như nó còn thiếu một con tán nè, đúng không anh em? Thiếu con tán nè, nghĩa là xong xuôi này là mình sẽ tìm một con tán mình gắn cho anh em cho đủ ha. Đi là nó không có màu đỏ ha anh em ha, đây thiếu con tán nè, thấy thôi. Ngoài ra là không, em nó không có một cái vấn đề gì gọi là tranh cãi với em nó cả. 1,2 triệu nha anh em. Xong, let's go. Tiếp theo là mình có cuộn dây điện, đó là qua đầu điện nha anh em. Mã 355, 1,2 triệu. 1,2 triệu cho một cuộn dây điện 30m. 30m ha. Chết mát sân đây. Dây điện này là của hãng Hataya đó mọi người. Nó của hãng Hataya luôn nè, dây đó nè. Dây nó là mình bao anh em là không có cấn cá, không có phù, không có nối gì hết nha anh em. Đây. Hataya ha. Luôn cả ngoại hình nó luôn nha anh em, không có nối, không nội soi trong, luôn cả ngoại hình là cũng không có cấn cá gì hết nha mọi người. Ha, 4 lỗ cắm còn đẹp luôn à, không có dấu hiệu cháy xén ha. Không có dấu hiệu cháy xén. Cao su mà còn đầy đủ nè, nói chung là cái này còn mới nè. Rồi ghim điện. Rồi, test máy. Test máy. Nói về cái bắn vít này anh em, thật sự là nhà mình nên có một cây như vậy ha. Với những con ốc nào mà chân yếu tay mềm mà cảm giác mà mình mở không được đó, đưa nó vô anh em ơi, đưa nó vô, lấy cái súng này ra đưa nó vô, coi như là nó sướng luôn á. Có thể nói cũng thông tin thông báo cho anh em một cái tin ha. Quý bảo bây giờ có thể là những ốc ác nào mà đó mở không được là giờ là coi như là không cần phải lo. Không cần phải lo. Giá mã 355 giá 1,2 triệu. Nó nặng, nó dài nó là 30m nha anh em. Cuộn dây 30m. Xong.
bao anh em là không cấn cá phù hà vậy đó nha anh em, không nói ha. À, đây là gài vô nè mọi người, đó xong bắt vô rồi tiếp đến là uống miếng cà phê. Tiếp đến là cái mã 550k cho một cái cưa điện dây zin đét luôn, mọi hình em nói là còn phải 80%. Lưỡi của nó là 300ml, là 3 tấc đó mọi người. Nó có hãng Oricon này anh em. Lưỡi mới nha. Ha, lưỡi còn mới còn bao luôn nha mọi người. Đó. Còn mới còn bao luôn. Anh em mà chốt hàng thì mình lấy cái lưỡi này mình tháo lưỡi ra mình kẹp vô đây ha anh em. Anh em về cũng cứ chiều này ráp vô ha. Là dễ lắm, rất là dễ dàng. Không cứng cái nha mọi người ha, bao là tay nắm là chống rung còn luôn ha, bảo vệ còn luôn ha, khá đó. Lưỡi nó là 30 nha anh em, còn dài tổng thể nữa nè 60, lưỡi nó không là 30 ha. Đó, điện 100V nha mọi người. Đây à, mã đó là CSA 110KD. À, điện 100V 800W. Nó chạy được 300 dòng tua của em nó. Đây nó không để dòng tua anh em. Đây nó không để dòng tua ha. Rồi ghim điện các máy dây mới luôn nè mọi người. Dây zin luôn á. Đây là cái nút này là mình mở ra mình châm dầu ha. Lấy dầu máy may anh em. Lấy dầu máy may châm vô. Rồi trước khi chạy là mình phải bóp này nha anh em ha, ngón cái mình bóp cái nút đen nè đó, thì cái cò mình bóp mới được ha. À, cò bóp được nha anh em, cái này phải cho miếng dầu vô nha anh em ha, tháo nắp nè châm cho nó miếng dầu vô ha. Đó. Nè bóp đây nè. Ok ha. Rồi em nó hoạt động hoàn hảo. À, mã 356 550k xong let's go. Tiếp theo là mình có một cái máy khoan sắt này, mình chưa chùi nha anh em, chưa vệ sinh ha. 358 650k cho con một cái máy khoan sắt ha. Cái này là mình anh em chốt là mình sẽ tặng anh em một cái đầu mở măng ranh nha anh em. Cái đầu này nó 16 mm nè. Đó, 16 mm. Wow. Cái đầu này nó của thằng nước nào đây? HKK. Rồi Hitachi nha anh em. Em này đúng là đời cổ ha. À, tay cầm đầy đủ nha mọi người. À, nó là cái mã nó là BM2 điện 100V. À, 5.5A là tương đương với là 550W nha anh em. 550W. Nó là dòng tua chậm nè anh em, 600 vòng trên phút ha, tua chậm. Đó, đầu măng ranh chất lượng luôn. À, nhẹ nhàng ha, không kẹt nha anh em. À, khi anh em chốt hàng mình sẽ tặng anh em thêm cái đầu mở măng ranh ha. Này, cuộn dây nè mọi người. Chắc cú luôn. Cuộn dây sản xuất 5800 mấy quá. 1991 cho cái máy này. 91. Gần 30 tuổi. Rồi ghim điện các máy coi cái già này có nó sao. Rồi, tay cầm đây. À, tay nắm đây.
quá nặng anh em. Cái này là để trẻ chung nó xài nha chú bác ơi, mình lớn tuổi mình đừng đụng vô đó chú bác ha. Cái món khác, món này để cho mấy em nó trẻ nó cầm nặng tay à. Rồi 650k cho một cái máy khoan sắt đầu 16 mm. Xong, let's go. Tiếp theo cái mã tới mài hai đá nha anh em, có hai con Makita 9.3 nha. Đó. Anh em nào không quan trọng cử kiết thì là cái máy này. Cái này nó có cứng cái nha anh em ha, mình nói nè. Mình bố băng keo thôi. Ha, nó chắc cũng lồi xương nên mình bố băng keo nha anh em. 950k. Em này là còn một bên đá nè, thiếu bên đá nè mọi người. Đó. Nhưng mà mình sẽ trang bị cho em nó thêm viên nữa. Trước khi giao hàng là mình sẽ trang bị cho em nó thêm một viên đá đỏ nữa nha anh em ha. Đó. Rồi nhìn ngoại hình đi mọi người, cặp te đầy đủ ha. Em này là thiếu cử ha, hai bên anh nói chung anh em nào không cần cử thì là mua nó xài. Nó là Makita 9.3, điện 100V, 230W ha. Dòng tôi nó 3.000, nó xài đá 125, cốt nó là 12.7. Rồi. Để ghi máy chạy thử coi. Cái này là mình tặng thêm viên đá nha anh em. Niềm ru. Này là tiếng lông đền chạy ha anh em. Cái này là không cần phải lo nha. Khi giao hàng cho anh em là mình sẽ gắn thêm viên đá đỏ vô cho anh em nha. Rất êm. Rồi xong. Cái mã này là 950k nha anh em. 950k. Màu sơn nó cũng còn khá khá ha. Không, à, anh em. Cảm nhận đi ha mọi người. Ha, 900 là mình sẽ tặng thêm một viên đá, mình sẽ gắn vô luôn cho anh em ha. Rồi xong. Rồi tiếp theo em thứ hai. $360. 1.500.000. Cũng em 9.3 ha. Em này thì đầy đủ cử. À, đặc biệt là cái cử này ha chú bác ha. Rất nhiều chú bác hỏi cử này. À, thật sự cái cử này mà ra mà cái máy mình nói thôi giờ bán đâu, cái cử 300.000 nó không bán chú bác. Không bán là không bán á. Phải lấy máy. Không lấy máy thôi chứ không bán cử. Đó cái cử này. Em này thì đủ cử ha. À, cái cũng là tem trắng xanh giống như cái kia ha anh em ha. Cũng cặp te hai bên đầy đủ ha, đá đấm đầy đủ, à, nước sơn thì cũng vậy ha. Nghiêng em này thì có đầy đủ cử ha, cử này là nghiêng ngã nè, nghiêng qua ngã lại nè, đó, nghiêng tới nghiêng lui ha. Em này là tiến ra lùi vô nè, định tiến nè, đó, ra vô, ra từng ly một luôn được đó chú bác. Bởi vậy mới gọi là mài lưỡi cưa là vậy á, đó. Ra vô nè, đó, định tiến. Rồi đây là có nút chặn đá ha, biết rồi ha. Đây là một sản phẩm đúc liền nguyên khối chú bác ha, đúc liền nguyên khối hả, từ đế lẫn thân, hai đá đỏ, hai viên đá này thì viên đá này còn 80%, viên đá này còn 90%, viên đá này viên đá thô, còn viên đá này là viên đá mịn, công tắc zin, dây zin ha. Rồi kim điện test máy quá quen thuộc rồi với chú bác rồi ha. Bật công tắc, à,
im ru. Hai trăm ba chục quát này bao chú bác tỳ đè, bao chú bác tỳ đè em nó. Một triệu rưỡi. Em này mắc là nhờ cái cử nha chú bác ha. Này để cho chú bác nào mà cần mũi khoan, mài mũi khoan, mài lưỡi bào rồi ha. Là cần cái cử này. Rồi xong. Let's go. Rồi tiếp theo. Một khủng long bạo chúa. Một cái lắp luôn hết cái màn hình. Cái bịch. Cái mã 361 2 triệu tư cho khủng long ha. Đây là một cái máy của thằng Mitsubishi anh em ha, Electric Grinder, mã nó là SG205A, dấu chữ nhật nha anh em ha. Em nó là điện 100V ha. Điện 100V, công lực của em nó là 400W và cái công lực mà có tải là 7.3 ampere anh em. Dòng tôi em nó là 3000 ra băng ha, công tắc zin còn ha, em nó còn đúng cái cử này nha anh em, còn được cử ha. Đó còn được cái cử nè đó, mình chưa ráp vô, mình mới lau chùi sạch sẽ chưa ráp vô. Và cái này thì mình sẽ tặng cho anh em thêm một, do viên đá nó hơi mỏng nè, mình sẽ tặng cho anh em một miếng đánh cước mới 2 tấc ha. 2 tấc một miếng đánh cước mới nha. Thường thường anh em coi trên kênh mình là biết rồi ha, những cái nào mà thiếu đá là mình hay tặng cước. Và đây là đế đá, đế còn nguyên nha anh em ha, cặt te cũng đầy đủ. Em này thật sự là chỉ thiếu đúng một cái cử thôi anh em, một cái cử bên đây, ngoài ra là công tắc zin nè ha. Cử này còn ha, cặp te còn đầy đủ, đặc biệt đó là Mitsubishi nha anh em ha, hàng khủng ha. Điện 100V hả mọi người ha. Rồi ghim điện test máy. Em này nặng 2 mấy ký anh em, nặng á. Này là gì cũng được, chỉ đi bưu điện được thôi, còn đi chành là không đi đi chành với bưu điện thôi, còn đi ship nhanh là không được, nó dưới 20 ký mọi người ơi. Con này chạy khủng bố luôn à. Rồi ghim điện test máy, điện 100V nha anh em. Dây zin nè, dây Mitsubishi luôn nè anh em. Rồi, này khủng bố quá, cho mình vịn cái nha anh em. Hình như là không cần vịn luôn mọi người. Nó im như chưa từng được im. Nó im như là 81 kim vàng giọt lại vậy. Im như cúp vậy. Nó im giống như rim 7 số vậy. Này mình có tặng cho một cái cước ha anh em ha. Quá im cho con này. Này mà để thì chạy hoài luôn. Đá 2.5 nó có quán tính anh em. Đá lớn thường thường nó có quán tính. Mà để hoài là chảy hoài luôn á anh em ơi. Rồi, cái mã 361 2.4 triệu xong. Let's go. Rồi tiếp theo anh em.
Tiếp theo là mình có một cái máy mài nước, cái là cái thứ hai mình sở hữu anh em ha. Những cái này độc hơn cái kia. À, mã 362, 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu cho một cái em mài nước. Em hôm bữa là cái motor ở trong đó là thằng Toshiba. Còn em này là thằng Mitsubishi nha anh em. Mitsubishi. Đó. À, 200W thôi mọi người. Dòng tua em nói là 14.500 anh em. Đó. À, em này thì khi về thì viên đá này nó bị bể nhiều anh em ha, nứt nè ha. Đó, thì viên đá này về có thể là mình sẽ tháo đá ra, mình dùng cái đĩa này để mình gắn cước vô ha anh em ha, gắn cước vô ha. À, riêng Quý Bảo thì đã cò măng cho anh em một viên đá ha, một viên đá rất mới, coi như mới chưa xài. Rồi. Mới chưa qua sử dụng nha anh em. Ha. Ha, độ mịn là 1000. Ha, chưa qua sử dụng ha anh em ha. Mới mà. Đó. Nhưng mà cái đường kính nó y chang nhau nha anh em ha. Đường kính nó 18 y chang nhau nè. Nhưng mà cái cốt này nè anh em, nó hơi nhỏ hơn cái cốt này chút xíu ha. À, cái này về ví dụ như mình xài cái này là mình phải lấy vũa tròn, mình vũa nhẹ ra một cái nha anh em ha. Vũa nhẹ ra một cái. Đó là viên đá mới nè. Đó, và một viên đá này ha, về anh em xử lý sao xử lý. Nhưng mà quan trọng là mình có viên đá mới cho anh em ha. Đó, một viên đá mới và một viên đá cũ. Và đặc biệt cái máy này đợt này nó có thêm một cái viên đá liếc nữa anh em. Một viên đá liếc nữa. Rồi ha anh em ha, coi như là có một viên đá mới nha anh em. Đó. Em này thì nó có một cái đây nè. Anh em thấy không? Nó bị gãy nè anh em. Nó bị gãy nè, ốc nè. Ở bên đây nó có lỗ nè. Bên đây thì nó có lỗ nè anh em, thấy không? Còn bên đây thì nó bị gãy nè. Đó. Đâm ra nếu mà mình bắt cái này vô á, bắt cái này lên á thì nó có tiếng rung ha anh em, nó có tiếng rung. Đây cũng còn nè, bên đây thì còn nè. Đó, thấy không? Đó, nhưng mà bắt vô thì nó có tiếng rung, nên buộc lòng mình phải tháo ra ha, tháo ra nghe cho nó yên chút. Rồi, dạ, đây nó có một cái ống nước nha anh em. Ống nước nằm từ trong đây nằm ra. Đó, mình cũng tháo ra luôn ha, để cho nó kẹp sao mình không hiểu, mình thấy nó nằm trong đây nè. Đó là một ống nước, này giờ anh em nghiên cứu lại ha. Hai cái đó cần phải nghiên cứu lại, thế thôi, vậy thôi. Đặc biệt là trong máy này á, là cái motor từ nó còn rất là mới nha anh em, nó rất là mới. Viên đá này 4-5 cái rồi đó mọi người, mình hàng bãi mình cũng thấy 4-5 cái, chưa giờ có được viên đá này hết anh em. Chưa bao giờ thấy được viên đá này hết. À, còn viên đá thì nó đã thấy nó đã nứt nhiều anh em ha. Nhưng mà đã có viên đá mới ha. À, để cho anh em xài ha. À, rồi. Đặc biệt là nó 200W nha anh em. Đặc biệt là nó 200W nha mọi người. Ha, coi nè, coi nó chạy đầm. Đầm thiệt là đầm. 200W mà dòng tua nó 1400 ha. Đó. Chạy đầm lắm, anh có đem coi cái chớm đi. Dừng không muốn dừng luôn. À, coi nha. Cực đầm. Cái đế này dày lắm anh em, nặng 19 kg vô cái máy này. Cái đế này dày là 5 ly á anh em. Đế bằng gang, dày 5 ly. Ha, à, đường nước chảy ra đây nè mọi người. À, đường nước nó chảy ra đây nè anh em ha. Còn hai bên này nó nghiêng vô, bên này nghiêng qua đây, này nghiêng vô cho nước đường giữa giống như mắng xấu vậy nè, chảy ra đây.
ha. Đó. Cái đế này nó dày cộm luôn. Nặng 18 kg mà. À, anh em mà cái này là không cần phải nghỉ ngơi gì nửa tiếng chạy rồi dừng lại gì hết nha anh em ha. Cứ là thoải mái luôn. Đó. Nó từ từ mà. 200W. 200W. Dòng tua cũng chậm ha, 1450 là dạng chậm anh em. Đó, công tắc zin còn đầy đủ. Đó. Ở đây nó có hơi cứng cá xíu ha anh em. Đây nè, thấy không? Đó, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì ha. Nó là bằng inox ha. Riêng với Bảo hai lần mua đều được còn cái miếng này hết anh em. À, thường thường là không biết sao bị tử mất cái miếng này. À, riêng với Bảo là còn, đặc biệt là viên đá là lần đầu tiên có luôn. Lần đầu tiên có. Còn này về anh em khoan lấy cái ống gãy ra nha anh em ha. Để lên cái này. À, đó, để lên cái này. Đó là đúng thế nó nằm về nè anh em. Còn này là để nó trắng trắng nước nè. Ha, bên đây thiếu một bên. Đó, về lấy cao su rồi cắt hai bên là làm lại thậm chí là tháo ra sơn cho em lại màu xám trở lại anh em ha. Đó. Thấm lông chuột trở lại là thành y mới thôi. Đây ha. Đó nó vậy nè mọi người. Đó, hình dung đi anh em. Viên đá này không tính ha. Đã có cho anh em một viên đá mới luôn nha. À, giá là 3 triệu rưỡi ha. À, một viên đá cũ, một viên đá mới và đặc biệt em này có còn viên đá liếc nữa nha anh em. Ha. Máy của nó là Mitsubishi. À, 200W dòng tua 1400. Máy còn mới lắm anh em. Máy trong đó còn mới lắm, motor từ mà. Motor từ ha. Đời đời đã chạy hoài luôn á. Nặng 18 kg 19 kg anh em, nặng 19 kg á. Rồi, à, cái mã 362. À, Quý Bảo bán 3 triệu rưỡi. Có một viên đá mới nha anh em, nổi viên đá mới không là mua cả triệu bạc hay anh em ha. Rồi xong rồi nha anh em. À, đặc biệt là cái máy này là cái máy cuối cùng Quý Bảo ha, đặc biệt là sẽ có một viên đá mới cho anh em ha, anh em đã thấy rồi ha. Rồi cuối cùng Quý Bảo xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Anh em thích món nào thì cứ gọi điện đặt hàng cho Quý Bảo nha anh em ha. Gọi điện đặt hàng thì chốt hàng rất dễ anh em. Còn anh em mà nhắn tin là thật sự rất khó. Rồi thôi, Bảo xin chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em video sau. À, bye bye.